Hôm nay là sinh nhật sói con. Sói con rất háo hức chuẩn bị tiệc mời bạn bè đến chung vui. "Chà, mình đã mời 11 bạn, nhưng mình không chắc mình chuẩn bị đủ bánh kẹo chưa. Đếm lại xem nào." "Hả? Sao mình cứ cảm thấy thiếu thiếu nhỉ?" "Chào sói con, cậu đang làm gì thế?" "Tớ chuẩn bị tiệc sinh nhật, nhưng tớ không biết bánh kẹo có đủ cho 11 bạn hay không. Cậu giúp tớ đếm lại được không?" Được chứ, nhưng trước tiên, cậu có chắc là cậu nhớ các số lớn hơn 10 không? Ừm, số 10 xong là... 11, rồi. 12. Các bạn lớp 1A1 ơi, các bạn hãy cùng sóc mít và sói con tập đếm từ 11 đến 16 nhé. Bài học hôm nay chúng ta cùng khám phá các số 11, 12, 13, 14, 15, 16. Let's go!